Tiếp theo đây là một chiếc tàu hỏa cổ điển các bạn ạ. Rất là đẹp nha. Bánh rất là bự luôn nha. Đây có số 1 này. Số 2, yeah. Quá là dễ thương luôn nha. Tiếp theo đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn ạ. 24 đến 24 này. Phục vụ cả hai lần đến nha, lúc nào cũng gọi đi. Học kéo xe nha các bạn. Bật cửa xe cứu hộ nè. Một cái đơn xe này. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe quái vật các bạn. Hình cầm mập nha. Đây phía trước có hai con mắt các bạn. Wow, nhìn rất là hung dữ nha. Anh này rất là bự quá, có giảm sóc các bạn nha. Đây giảm sóc này. Ok, let's go. Wow. Yeah. Đây là một chiếc xe taxi nha các bạn. Vàng rất là lá nha.